Xin chào các em. Hôm nay chúng ta đến với môn thể dục lớp 7 với bài giảng tiếp tục, đó là bài thể dục và bật nhảy. Xin mời các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung bài học, bài thể dục các em sẽ học 3 động tác còn lại, đó là động tác thăng bằng, động tác nhảy và động tác điều hòa. Về bật nhảy, các em sẽ luyện tập chạy đà 3 bước, dậm nhảy và hố cát. Chúng ta đến với động tác thăng bằng. Động tác thăng bằng, nhịp 1, đưa chân trái ra sau, mũi chân chạm đất, đồng thời hai tay lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 2, nâng chân trái lên cao, ở phía sau, đồng thời ngã thân trên về phía trước, ưỡn ngực, hai tay dang ngang. Nhịp 3, về như nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng nhịp 5 đưa chân phải ra sau. Nhịp 6 thăng bằng trên chân trái. Sau đây thầy mời các em xem hình ảnh minh họa của động tác thăng bằng. Chúng ta chuyển sang động tác nhảy. Động tác nhảy, nhịp 1, bật nhảy người lên, hai chân rộng bằng vai, tay trái đưa sang ngang. Nhịp 2, bật nhảy người lên, thu chân lại, tay phải đưa cờ sang ngang thành thứ tế, hai tay dang ngang. Nhịp 3, bật nhảy như nhịp 1, hai tay đưa ra trước và song song. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng nhịp 5, tay phải sang ngang. Nhịp 6, tay trái sang ngang. Các em sẽ xem hình ảnh minh họa của động tác nhảy. Chúng ta đến với động tác cuối cùng, đó là động tác điều hòa. Động tác điều hòa, nhịp 1, nâng gối trái lên cao, đồng thời hai tay đưa ra trước, rung lắc cổ tay. Nhịp 2, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 3, nâng gối phải lên cao, đồng thời hai tay đưa ra sang ngang và rung lắc cổ tay. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4. Thầy mời các em xem hình ảnh minh họa của động tác điều hòa. Chúng ta chuyển sang nội dung bật nhảy. Ở nội dung bật nhảy thì ngày hôm nay các em sẽ học chạy đà 3 bước, dậm nhảy vào hố cát. Thì các em nhớ cho thầy, một bước đà sẽ bằng 2 bước đi thường. Đầu tiên, các em sẽ thực hiện đo đà. Sau khi đo đà xong, các em sẽ đứng ở tư thế chuẩn bị. Tư thế chuẩn bị của các em đó là đứng ở một chân phía trước, một chân phía sau, hai tay thả lỏng. Về thực hiện chạy đà, các em sẽ chạy đà 3 bước, dùng sức của đùi và hông, dậm nhảy, sau đó tiếp đất bằng hai chân. Ở bài tập này, mỗi bạn sẽ thực hiện cho thầy 3 lần. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các em.